Máy phát điện giá rẻ đây còn đâu. Đấy, quay tay mọi người, nhẹ tay nó đã sáng nhé. Bóng đèn led 12V, nhẹ tay nó đã sáng rồi nhé. Đấy, nhẹ tay này. Rồi, xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người cái cách để mọi người chế tạo một cái máy phát điện sức gió mà mình tận dụng được cái động cơ này, là động cơ này nó ở cái bình lọc nước rồi nhá, cái máy lọc nước ấy, cái máy lọc nước này, chung là bây giờ nhà nào cũng có. Thì lúc mình thay thế, mình bỏ ra rồi nhá, mình sẽ có thể tận dụng được cái này làm cái máy phát điện mọi người này. Đấy, máy phát điện nó là, đây là động cơ DC rồi nhá. Đấy, đây là động cơ DC. Ở đây thì em có rất nhiều các loại động cơ để phát ra điện rồi nhá. Đây này. Đấy, từ bánh xe đạp điện này, các động cơ điện để tạo ra điện, nhưng mà những cái kia là nó to và nó đắt tiền. Ở đây thì em muốn chia sẻ tới mọi người cái một cái động cơ điện giá rẻ. Đấy, mọi người có thể tận dụng được là nó hỏng nhá. Ở đây cái này nó hỏng thì ít khi nó chết động cơ lắm, nó chỉ yếu là nó hỏng cái bộ phận này, đầu bơm này. Đấy, đầu bơm đây nhá. Đây, của nó nguyên bản là như này này. Đấy, thì mọi người tháo ra nhá, nó ba con ốc vít, mọi người tháo ra này. Đấy, tháo ra thì nó sẽ như này. Mình chỉ cần giữ lại cái bộ phận này là bộ phận động cơ điện này. Nó là động cơ DC, nó vừa là động cơ, nó vừa là máy phát điện được rồi nhé. Mình có thể tận dụng được máy phát điện. Ở đây trên thông số nó ghi là 24V này. Người ta ghi là 20 điện áp để chạy sử dụng cái máy bơm này là 24V thôi nhé. Còn thực ra để mà maximum của con động cơ này nó phải chạy được đâu đó nó phải trên 100V nữa nhé. Trên 100V thì nó cũng không xê nhê này. Thậm chí nó chạy được đến 220V. Thì lâu lâu được trước em cũng nghĩ rồi, em cho 220V là DC rồi nhé, thì nó chạy tít mù luôn, không bao giờ cháy, vẫn không thể cháy được nhé. Tốc độ của nó lên đến 10.000 vòng phút. Ở đây thì em chia sẻ với mọi người. Đây, ở đây em có cái bóng đèn led nhé. Đây, bóng đèn led này nó ở cái pha đèn xe này. Đấy, pha đèn xe thì em tháo ra cho mọi người nó nhìn trực tiếp này, trực tiếp cho nó khách quan nhé. Đây thì em sẽ lối hai cái đầu động cơ này vào với nhau nhé. Đấy, và quay này. Đấy, đấy, một tiếng sáng. Đấy, sáng. Đấy, thoải mái là máy phát điện mình nhá. Đấy, thì ý tưởng của em là để đấy, phát điện rất là tốt mọi người, rất sáng mọi người nhá. Đấy, quay tay này. Đấy, quay tay rất sáng. Ý tưởng của em là để sạc ắc quy mọi người, hoặc là sạc pin mình nhá. Đấy, thì chia sẻ mọi người cái máy phát điện giá rẻ mọi người này. Mọi người có thể mua ở Vietchai, hoặc là ở nhà ví dụ mình có thay thế ở cái bình lọc nước, mình tháo ra mình có thể tận dụng được cái động cơ này mình nhá, để làm máy phát điện. Ở video sau em sẽ làm một điện gió để sạc là ắc quy hoặc sạc pin mình nhá. Đây mọi người. Còn rất nhiều điều hay ho ở phía trước, mọi người ấn đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của Trần Văn Kỳ.